Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin cập nhật cho các bạn một cái bộ chế xe ba bánh 5 tạ 7 tạ 5 tạ, từ máy xăng. Chọn bộ phụ tùng thì bao gồm bánh 400-12, đường kính 50, bản rộng 10, tải trọng là 355 kg trên một bánh. Một đôi nhíp 5 ná dài 70, bản rộng 5 cm. Phụ kiện: cầu, số mạnh, số lùi, trục các đăng. Đồ nhà mình thì mình đảm bảo cho các bạn là đồ đang tốt nhất trên thị trường hiện nay. Cầu là rất là nặng các bạn nhé, cầu nhà mình là cầu hàng nhập, chuyên lấy cái loại tốt. Tí nữa mình sẽ cân thử cái cầu 80 này cho các bạn biết cái cân nặng của cái cầu này. Của một cây cầu nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với những cái hàng rẻ. Số lùi, số phụ. Bánh thì hàng nhập luôn nhá. Bánh này là mình, cái vành này mình chuyên cho cái vành dòng nhập khẩu bên Trung Quốc. Tuy là nó mỏng hơn cái vành lội nhưng mà nó dập cái gờ tăng cứng như này cho nên là cái độ cứng vững của cái vành này nó rất là cao. Đấy, chứ nó không như cái vành phẳng. Thì cái này tùy các bạn thôi. Mỗi người có một cái sở thích, thì bác nào thích thì loại nào thì lấy. Nhưng theo như mình bán hàng ấy, thì mình thấy cái loại này nó tốt thì mình nhập về mình bán. Đấy, thông số bánh này thì vẫn là lốp 400-12. Đấy, nó có thông số trên cái lốp này. Đây, lốp là lốp 8 bố này. Lốp 8 bố này, mắc loát là 355 kg trên một bánh này. Đấy. Phụ kiện nhíp ấy, thì bên mình trang bị cho các bạn nhiều nhất có thể ở trên thị trường hiện nay. Đấy, trên thị trường hiện nay thì mình riêng về phần phụ kiện thì mình đưa là đầy đủ nhất. Đấy. Và đẹp nhất, ví dụ như cái U này. U thì cũng theo ngày xưa là U ốc trống trôi loại ngắn, thì bây giờ các bạn yêu cầu là U có cái đái ốc to dài như thế này thì mình cũng chuyên chuyển sang cho các bạn loại tốt nhất như thế này. Đấy. Đấy, cái đu nhíp cũng đưa loại to nhất này. Đu này ốc phi 12 luôn này, phi trơn luôn nhé. Đấy, ốc trơn thì nó chống mài mòn tốt hơn so với ốc Koren, thì nó sẽ là bào mòn cái cao su này. Cao su thì bên mình cũng trang bị cho các bạn 8 cái cao su nhỏ và 4 cái cao su to, tổng cộng là 12 cái cao su luôn. Đấy, U này. Mặt bích ốp này, mặt bích ốp thì các bạn là ngày xưa mình đưa cái loại mạ vàng ấy, mạ màu vàng các bạn không thích thì các bạn bảo là lấy loại dày, thì mình làm hẳn cho các bạn loại 6 ly luôn. Đấy, rất là dày, lặng. Đấy. Ốc này, ốc 12 chốt hai đầu này, chống trôi này. Đấy. Đây, cu chống trôi, cái mõ luôn nha, mõ này hàn lên khung này. Cái này đặc biệt nhà mình làm chuyên, nhà mình có cái này thôi. Đấy, cái mõ này thì để cho cao su vào đây, để cái này là bắt đu nhíp vào đây. Đấy, bắt đu vào đây. Và cái này hàn lên khung, cái này là dưới phía đằng sau xe. Cái này là bắt lên như thế này. Cái này các bạn xem nhiều video bên mình thì mình có hay làm những cái video hướng dẫn làm nhíp rồi ấy, thì các bạn có thể xem. Đấy, toàn đồ tốt thôi. Số lùi này, số lùi này màu vàng này. Cái này thì mình làm lâu rồi thì thấy chất lượng nó rất là tốt cho nên mình chuyên loại này luôn. Đấy, hàng đặt tên thương hiệu luôn. Số phụ này, phụ kiện phanh chân này. Phụ kiện chân phanh thì vẫn có 3 đũa phanh, 1 dây phanh, 1 tay thắng và 10 cái tai này các bạn nhé. Cái tai này thì bình thường các bạn mua chỗ khác chỉ có 8 cái, là bên mình đưa cho các bạn 10 cái. 10 cái mới là đủ nhé. Đấy. Đấy, thì nếu đưa 8 cái cho các bạn ấy, thì cái ống lồng để kéo phanh ấy, các bạn phải về các bạn cắt ống, các bạn hàn đấu vào cái đấy thì tùy, nhưng mình cứ đưa dư ra. Đấy, các bạn thích thì dùng hết, không thì thôi. Đấy, đây là tổng thể một cái bộ này. Bộ này thì mình không trang bị đèn hậu cho các bạn đâu, bởi vì đèn hậu các bạn có thể mua thêm. Thì
có người dùng đến, có người không dùng đến, cho nên là mình cứ đưa chung là không có. Các bạn có nhu cầu thì mua thêm một đôi đèn hậu 3 bóng, nó cũng khoảng 70.000 thôi. Đấy, nếu bạn nào lấy thêm đèn hậu thì giá 70.000. Giá thành của bộ này thì mình sẽ để ở phần mô tả sản phẩm ấy, các bạn có thể coi ở trong đó. Đấy, mọi thắc mắc về giá thành và sản phẩm thì các bạn liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đây, vừa rồi còn quên chưa giới thiệu hai cái u này nữa, hai cái u to này đây này. Hai cái u này là u ở đầu cố định này. Đây, cái loại này mình làm loại sắt dày cho các bạn nhé. Đấy, tha hồ tải trọng 1 tấn, không có ảnh hưởng gì đến cái tai này cả. Đây, tai đặt hai tai rất là dày. Tai này là tai phía bên trước của cái nhíp đấy.